Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn một cái em mà mình mới vừa mua đó các bạn. Đó, cái em này mình mua là hình như là cả 100.000 cho một cái sợi đơn giản như vậy thôi. Và cái em này thì mình mua là để chủ yếu là mình sẽ đi tiệc hoặc là đi những cái party vào những cái buổi tối với bạn bè rồi các bạn. Nói chung là đi chơi như vậy thì cái này nó sẽ phù hợp hơn, và mình đi đám cưới hoặc là rung rung và mình đi tiệc đồ ấy thì nó sẽ phù hợp hơn. Chứ kiểu như thường thường mà đi chơi bình thường mà đeo cái này thì nhìn nó hơi quá. Nói chung là nó sẽ không có phù hợp với hoàn cảnh nó. Và cái sợi này thì nói chung là rất là đẹp. Khi mình mua thì nói chung là mình nghĩ là lúc đầu á nó còn có cả lắc tay nha các bạn, chứ không nghiêng về cái vòng cổ ha. Nhưng mà mình cảm thấy là lắc tay đeo không có đẹp, cho nên là mình mua cho vòng cổ và mình đã có đầm để mình mít sẵn luôn nè. Thì cái sợi dây này á, là cái mặt này nè, thì mình sẽ đeo ở đằng trước nha các bạn, sẽ đeo ở đằng trước như vậy. Còn cái đằng sau trời sao tự nhiên đeo giống dây xích chó gì. Còn cái này tại vì Út chưa có mặc đồ, cái này mặc á là phải mặc với đầm, hiểu không? Mặc với đầm rồi làm tóc lên nữa, hiểu không? Thì nó và make up thì nó sẽ phù hợp, chứ tự nhiên đang mặc bộ đồ như đi chùa với cái hả? Không, mặc quần đen với áo đen cũng đẹp nữa. Tự nhiên quần đen với áo đen là gì bà? Nó đang phối đồ cho biết không? Thì đó giờ bà ngủ mày khùng rồi đó. Mày khùng rồi, mày tổn tổn này. Rồi thì nói chung là cái sợi dây này á, thì nó sẽ phù hợp hơn như vậy. Ví dụ như bây giờ nè, hiện tại bây giờ mình đang mặc một bộ đồ ngủ đi mà mình phối vô thì nói chung là nó nhìn nó không có phù hợp mấy. Nhưng mà một chút xíu nữa mình sẽ đeo với bạn coi thử khi mà nó lên trên cái cổ của mình thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi, và xuất kem ơi. Xuất kem tiếp. Rồi xuất kem một bên tay đi, rồi một bên thì tao nhắn nói chuyện với quý vị. Tại vì hả, một hồi nó về bển hai con trợ lý của mình lại hai nhỏ cháu mình đưa cho chị xuất cho lẹ. Mày ngồi đó mày mở mày rảnh quá đi. Rồi một xíu nữa tụi nó về bển ngủ hết trơn rồi. Rồi cái mình phải dọn dẹp cái phòng nữa nè, đồ đạc tài liệu học men mình phải dọn lại, thì nói chung là hơi khuya và mình còn một nói chung là còn con gái mình nữa, một xíu nữa mình qua mình phải ẵm về nữa, tại vì hiện tại là mình đang gửi bên nội, đang ngủ với nội. Và một cái nữa là con gái mình nó mê bà nội lắm, nó mến bà nội lắm các bạn ơi, nó đu bà nội tối tối ngày hà, cho nên là hả cũng được cái là như vậy thì mình mới có thời gian mình làm việc với các bạn nè. Nó mình qua clip cho các bạn xem ha. Rồi thì nói chung nè, nếu mà các bạn làm rắc cũng dễ thương ha. Nếu mà có một cái sợi rắc đeo trên tay như vậy nhìn cũng đẹp nè. Đó. Thì cái vòng cổ này á, thì lúc đầu nha, thì mình nhìn trên hình á, thì người ta cũng chỉ chụp cái ở đằng trước thôi. Thì mình cứ nghĩ á, là nó sẽ full nguyên một cái vòng như vậy luôn. Nhưng mà khi mình nhận hàng rồi thì cái gói hàng của nó rất là gọn các bạn. Nó chỉ có một cái cục nhỏ xíu à, một cái túi nhỏ xíu à, và mỏng. Đó. Thì cái cọng dây này á, thì nói chung á là mình tưởng lúc đầu là nó full dây, nhưng mà khi mà gỡ ra thì nó hơi như vậy, hơi bất ngờ ha. Còn ở đằng sau này á, là nó sẽ tăng đưa được, nó sẽ có hai loại, cái phần móc xích to và cái phần móc xích nhỏ nè. Nó và ở đây thì nó xong cái áo rồi nè, thì nó sẽ như vậy nè các bạn. Nó sẽ có phần tăng đưa ở đây, và cái sợi này thì nó rất là đẹp. Và cái bảng này mình mua là bao nhiêu nhỉ? Cái này mình mình đoán 10 ngàn, cái này chắc tầm 20 mm quá à. Tại vì nó có những bản là 1 mm, 2 mm, rồi 3 mm nữa các bạn. Nói chung là nó sẽ có những cái bản của cái sợi dây này. Thì mình mua 2 mm là nó sẽ một miếng nữa đi. Thì nói chung là nó sẽ, mình cảm thấy là 2 mm là nó sẽ phù hợp nhất rồi. Và cái trang phục của mình mặc là một cái đầm đen trễ vai, và nó sẽ nằm ở trên đùi, và nó có một cái tà ở một bên, và mình sẽ mặc thêm với lại một cái đôi ruốc màu đen, và mình sẽ đeo cái này, và mình sẽ làm tóc nữa các bạn ạ. Thì nó mới đẹp, chứ kiểu như làm không không thì nó không đẹp. Và cái kiểu này thì nó sẽ phù hợp cho make up kiểu là nó hơi ấy một tí xíu. Chắc bữa đó mình sẽ kẻ mắt dạng là kẻ mắt xích lên, là dạng mắt cáo ấy, nhìn cho nó tay tay, nhìn cho nó kiểu nói chung là nhìn nó sang sang một tí, nhìn nó đẹp đẹp. Rồi mình sẽ kẻ cái sống mũi tay luôn, là như cái sống mũi dọc dừa các bạn, thả đứa nó chèo chẹt luôn á. Ngày mai thì mình sẽ ăn gian, rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ đánh cái sông môi lì lì, mình sẽ tha màu đỏ lì, nó sẽ phù hợp với cái tông đó hơn. Gọi đó hả, cái bên đây đi rồi tiếp tục. Nó đánh nó tha bên kia thì mình sẽ cầm tay bên đây, đợi xíu tao quay người tao lại cái đã. Rồi
Cái tay của tao kìa. Cái tay của mình hiện tại là mình đang có lông tay lông chân rất là nhiều. Tại vì mình ngu. Là hồi nhỏ là mình nghe lời người ta là kêu cạo đi. Tại vì mấy đứa bạn mình đó, nó cạo lông, nó cạo lông tay lông chân. Cái em nó kêu mình là ừ mày cũng cạo đi, cạo xong rồi da mày mướt lắm. Thì trời ơi lúc đầu mình cũng nghe, mình đi mua cái heo cạo về mình cạo. Cạo thì mình thấy nó mướt thật. Nhưng mà cạo xong rồi nếu mà các bạn không sử dụng nước muối sinh lý mà các bạn lau lại thì nó dễ bị kiểu là cái gì trời, cái gì mà cái gì đó, cái gì mà cái gì lỗ chân lông nè, nói cho mình quên rồi. Nhưng mà mấy ngày sau tao nói nó mọc lên á, là cái sợi lông bắt đầu nó cứng rồi bạn, nó sẽ cứng dần rồi đó. Xong thấy gì mình lại cạo thêm một lần nữa. Lúc đó là mình không có hề biết là mình càng cạo là nó sẽ càng mọc nhiều và cái sợi lông nó sẽ dày hơn ban đầu, không hề biết. Xong rồi tới mình cạo tới cái lần thứ ba thì mình thấy trời sao tự nhiên nó nhiều quá hà. Mà tự nhiên cái sợi lông nó kỳ quá, nó đen mà nó cứng cứng sao á. Thế là mình ngưng. Mình không dám cạo, mình để thôi tự nhiên luôn đi. Mình không dám cạo nữa. Xong rồi tới sau này, tới lớn, tới sau này, tới khúc sau này cái bắt đầu là cái mình coi ở trên mạng là người ta quách lông á các bạn ạ. À. Mình cũng có cái máy quách lông và sáp quách lông luôn. Cái mình thấy người ta quách lông là quách xong rồi cái sợi lông sẽ thưa ra và này kia cái nào. Cái mình cũng nghe, mình quách. Thì mình quách cả lông tai và cả lông chân luôn. Thì mình đi về Kiên Giang á, thì thằng em của mình các bạn là em thằng Hiển á, nó quách cho mình. Trời, nó quát xong đúng là da mịn hơn là khi mình cạo thật. Nhưng mà mình thấy nó mọc cũng vậy à, nó mọc lên cũng nhiều như vậy à. Đó, thì nhưng mà sau này thì biện pháp cuối cùng của mình là mình sẽ đi triệt lông. Thì triệt lông là mình sẽ triệt liệu trình. À cái gì? À liệu trình đúng không? Là một liệu trình như vậy thì nó sẽ khoảng tầm 10 đến 12 lần. Và nó sẽ dao động là khoảng tầm 7 đến 8 triệu. À ok, đợi một clip này nữa xong rồi Út ẩm em về luôn. Rồi ok. Thì nói chung là sẽ... Rồi, nè cái này nó bật sáng lên nhìn đẹp rồi nè. Hồi nãy em tức là... Thì nói chung là mình sẽ... Cái biện pháp cuối cùng mình sẽ đi triệt rong. Thì nói chung là triệt rong thì nó sẽ... Mình thấy triệt rong thì nó ok nhất. Tại vì nó can thiệp máy móc và spa thì kia nổi với nhân viên ta làm cho mình thì nó sẽ ok hơn là mình tự làm ở nhà. Nó cho nên là lần nữa mình sẽ đi spa mình triệt rong. Triệt rong tay, rong chân và cả lông nách đồ đó. Mình triệt hết cho đẹp. Nó chỉ hết luôn thì nói chung là tốn tiền lần thôi. Thì mình sẽ trả là mình sẽ trả hết nguyên cái gói là mười đến mười hai lần. Thì người ta sẽ hẹn mình thời gian cố định là 1 tuần 2 tuần mình sẽ lên mình triệt định kỳ. Thì khi mà mình triệt lông xong á thì nó sẽ khoảng tầm đi bệnh ngủ đi thì nó sẽ khoảng tầm đi bệnh ngủ đi Út làm thêm vài clip nữa nè. Đi bệnh ngủ đi, mai sáng tụi con đi học nữa. Bye bye. Có gì ngày mai đi học về qua phụ Út nha. Bye bye. Cũng ngon. Mẹ nói chung ừ cũng ngon. Ừ thì nói chung á là hả chuyện vậy nó sẽ ok hơn nhiều mà mình trả luôn cái đầu nữa. Rồi nói chung là hả cái sợi dây này thì nó sẽ phù hợp khi mà mình mặc những cái bộ đồ hoặc là những cái đầm nó cháy, nó đi tiệc ha, hoặc là đi party tối rồi nó sẽ phù hợp hơn là nó ấy, tại vì nó sang chảnh nè các bạn ha. Rồi ok, thế là đã review xong một cái sợi dây cổ lấp lánh như vậy rồi. Các bạn cảm thấy video này hay thì để lại cho mình một like với cái kênh nha. Hẹn gặp tất cả các bạn ở video